Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì bữa nay là ngày 9 tháng 7 2024. 9 tháng 7 2024 chứ nữa. Thôi để vậy được. Thì mình mở đầu video mình gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh em xem kênh miền Tây Solar. Đã rất là nhiệt tình với miền Tây Solar nha. Thì như anh em biết là cách đây 2-3 ngày mình có thực hiện chuyến đi miền Tây. Trong chuyến đi đó thì mình đã gọi là đã cào quét hết tất cả những anh em mà mình còn thiếu nợ hơn bữa giờ. Mình gom vô mình giao trong một ngày hôm đó. Nói ngày chứ bữa đó mình đi 2 ngày luôn nha anh em. Tại vì anh ở đầu sông, em ở cuối sông. Đó rồi một bạn ở ở quá xa, một bạn ở ở quá hẻo lánh. Đó cho nên em đi hơn một ngày luôn. Vậy mà vẫn còn một người em chưa giao, là chú ở trên Phú Tân An Giang là chưa đi tới. Thì mong chú hết sức thông cảm. Em vẫn còn đang ghi nhận trong sổ, và nếu mà có chuyến là em đi liền. Còn cái này là chuyến đột xuất nha. Tại sao lại có chuyến như thế này? Chuyến này em không có quay video giới thiệu và cũng không có gọi là chuẩn bị trước, nhưng mà nó xảy ra là như thế này. Tại vì khuya nay em đi du lịch rồi nha mọi người. Thì trong cái quá trình em đi du lịch này, anh em cứ đặt hàng nha. Em đi ngày 2 ngày về em sẽ gửi cho anh em rất là nhanh gọn lẹ. Thì khuya nay em đi du lịch rồi, khoảng 2 ngày nữa mới về. Mà cái anh này ảnh mới đặt nè, ảnh ở Vĩnh Long ảnh mới đặt. Thì nếu mà em đi du lịch về thì nó lâu quá rồi, người ta cũng đợi chờ cũng cực khổ. Cho nên là bây giờ trước khi đi là em chở luôn nha. Em chở chắc là cũng là tối nay em mới về tới nhà đó. Thì mà ông anh này có mình ổng thôi. Em không có kêu gọi thêm nhiều người mà cũng không có gọi là giới thiệu thêm khách nữa. Có mình ảnh thôi là em chở rồi. 8 tấm 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tấm BI 450 nha anh em. Thì 8 tấm này có giá là 16 triệu. 16 triệu ảnh phụ em 500k tiền dầu, là 16 triệu 500 ngàn. Em chở tới cái bàn ăn cơm nhà ảnh luôn nha. Đó thì các anh em mà mua hàng mà dạng như là nhiều như thế này, mà cũng gần gần chứ không xa lắm nha, thì em có thể chở cho anh em nhanh gọn lẹ. Thì bữa nay á, đúng ra em định tìm thêm khách nữa, mà khuya nay đi rồi giờ tìm biết chừng nào. Rồi mấy mốt em về rồi nói lâu quá rồi, lỡ như ảnh quỷ kèo cũng tội nghiệp em. Cho nên thôi em chở luôn ha. Đó thì pin AE nha mọi người. Đó thì nhân tiện đây em cũng giới thiệu với anh em là pin AE 450 em còn bao la. Đó đây nè, AE 450 là còn bao la nha. Mà bây giờ muốn còn bao la nhiều hơn nữa vẫn được. Tại vì hú một cái là Sài Gòn nó sợ chở cho em liền. Đó, AE 450 nè anh em. Đó, pin Đức nha. Pin Đức này bảo hành được 15 năm và nó chất lượng thì khỏi chê. Kế bên nó là Longi. Longi 2 kính. Đó, giá 1 triệu 750. Longi 445 nha. Đó, hàng anh em tùy anh em thích à. Có người thích Longi, có người thích AE. Có người thích mắc, có người thích rẻ. Ôi cũng tùy. Chứ giờ mình phân tích quá nhiều thì nó cũng vậy thôi. Thì em giới thiệu với anh em là em mới về lúc nãy nè. Ba led đâu còn nằm nè. Là pin sáp nha. Lấy cái này ra coi. Pin sáp nè. Sáp 550 nè anh em thấy không. Đó thì sáp này là em bán là 2 triệu 4 một tấm nha. 550W nha mọi người. Pin Nhật nha. Pin Nhật hàng loại A. Pin bao xịn sò với anh em luôn nha. Đó, pin là hàng đầu thị trường nha mọi người nè. Đó, dài 2m3 ngang 1 thước 1. Thì với cái pin bự như vậy á, thì anh em mua là chúng ta sẽ tìm xe tải chở. Chứ không có chở bằng cái chiếc xe du lịch này được nha mọi người. Để tải pin này bự quá đó. Đó, xe tải chở. Đó. Ngoài ra là chin. Đây nè, chin. Chin thì em bán được được hơn phân nửa rồi. Cũng còn được chắc không có tới phân nửa đâu. Đây nè. Chin 415 giá 1 triệu 6 một tấm nè. Nếu gói gửi cả nước là 1 triệu 9 nè. Đó, gói gửi cả nước 1 triệu 9 nha. Còn mua tại nhà em là 1 triệu 6. Anh em tới nhà em chở mà mua nhiều thì em có thể bớt là 1 triệu rưỡi 50 luôn á. Chin 415 nha, pin xịn sò. Còn đây là pin tấm pin sáp nè. Đó thì một lần nữa mình chân thành cảm ơn các anh em đã nhiệt tình ủng hộ miền Tây Solar nha. 0948932417 nếu anh em cần mua pin, mua inverter, mua tất cả các kiểu nha. Thôi xin chào mọi người, em hẹn gặp mọi người những video lần sau ha. Bây giờ là chuẩn bị là lên đường nè. Bây giờ là chở liền anh em. Chở nhanh nè. Đó, nhanh gọn lẹ luôn ha. Phí ship không có nhiêu đâu. 500k mà cái khoảng cách 110 cây số là mọi người. 110 cây số mà em xin tiền dầu chỉ có 500k thôi, anh em hiểu không? Đó, có nghĩa là nó chẳng đáng bao nhiêu chân á. Đó, nội qua cái trạm thu phí cái là hết 100.000 nè. Đó, trạm thu phí đi qua đi lại cái hết 100 nè anh em. Đó, nhưng mà ở đây là mình hỗ trợ nhau nha. Này làm quá là nó vụt ra luôn nè.
hỗ trợ nhau ha. Tất cả đều hỗ trợ để anh em có pin sử dụng. Đấy. Đấy ha. AE 450W. Rồi, thôi mình kết thúc video đây ha. Giờ lên đường thôi. Mình dán keo nè mọi người, anh em thấy mình dán keo không? Này dán keo nè, để bây giờ cái đóng pin này anh em đẩy cũng không, nó không có bị xê dịch nữa. Có nghĩa là nó cứng vậy nè, thấy không? Đó, dán keo xong là nó cứng vậy nè. Giống như ta gói bánh tét vậy anh em. Dán đây đâu phải là hết đâu. Dán mấy bên hông nè. Mấy bên hông nè. Thấy không? Rồi dán mấy bên hông bên kia nữa. Đó, cho nên cái đóng pin nó rất là cứng vững chắc. Nhiều bạn cứ dặn tới dặn lui nói anh ráng cố gắng vận chuyển cho em cẩn thận nha. Thì như vậy là quá cẩn thận rồi. Pin từ pallet bung ra, em chất lên nhẹ nhàng như thế này. Rồi, sau đó em dán keo, em chở tới nhà anh em, không còn có một cái vết xước vết trầy luôn nha. Không có một vết xước vết trầy luôn. Đó, AE Solar này anh em. AE Solar anh em thấy không? Đấy. Pin là không có một cái miếng bụi luôn á. Này. AE. Rồi, em xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở những cái đơn hàng ha. Bây giờ lên đường thôi.